Kênh chợ đầu mối Hóc Môn xin kính chào quý khách hàng, quý vị khán giả. Kính chúc quý khách hàng, quý vị khán giả có thật nhiều niềm vui và hạnh phúc. Và video này mình cập nhật giá rau củ quả tại chợ đầu mối Hóc Môn hôm nay nha quý vị. Thì đậu phộng quý vị, đậu phộng tươi. Đậu phộng tươi Đà Nẵng nha quý vị. Thì giới thiệu với các bạn là dựa của anh Phước bán quý vị. A18 nha quý vị. Đây Phước đây quý vị. Cái món đậu này á, vì nó chất lượng thành ra mình muốn giới thiệu đến người tiêu dùng là 23.000 đồng ký nha quý vị. Đây. Nó mỏng vỏ lắm nha quý vị. Nó mỏng vỏ, nó mỏng vỏ mà nó già nè, ví dụ để mình lấy đại đó, đó bấm một cái nó đâu có ra được đâu quý vị. Đó cái hộp nó siêu bự luôn, nó mỏng vỏ quý vị. Anh Phước nói cái này là như Đà Nẵng quý vị, ở ngoài miền Trung người ta gửi vô quá. Ở đây. Ồ quá chuẩn luôn nè, coi nè. quá chuẩn luôn. Số bán báo em ở trơn luôn, để em nói ra em biết ra giấu em. Thì đó là đậu phộng tươi quý vị, 23.000 ký. Mà nó già chuẩn khỏi chơi luôn. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2024 quý vị. Thì bây giờ là 10 giờ rưỡi sáng. Bí ngồi quý vị. Cái này mà mình mua về mình nấu canh nha quý vị. Trời, nấu canh tôm khô thôi là ăn là nó ngọt, ăn như bí đao vậy nha quý vị, nhưng mà nó ngon hơn bí đao. Thì ăn cái loại này thì mình không có gọt vỏ nha quý vị, cắt cái đầu cái mình sắc phanh ra, cái mình sắc cộng nấu canh hết ý luôn. 15.000 đồng ký nha quý vị, ở dựa A20 bán nè chị nè, cái người đẹp dựa A20 nè quý vị. Hành tây Đà Lạt, hành tây Đà Lạt là 13.000 đồng một ký. Dưa ba bi á quý vị, dưa ba bi thì là 14.000 đồng một ký nha quý vị. Dưa leo ba bi, rồi thiên lý hết rồi, và để thiên lý giá 40.000. Ớt màu. Anh Phước đổ ra đi. Anh Phước đổ ra tiếp tục. Đậu phộng cái này là 15.000 đồng ký, này là cà bét nha quý vị, cà bét. Đẹp khỏi chơi luôn. Đây là ớt quý vị. Ớt chỉ thiên 20.000 đồng ký, ớt này rẻ quá trời. Còn ủa này 10 ha, 13. 10.000 hả? Đấy. Bên đây 10 quý vị mà lại bên đây 13. Rồi lần ra đây 10, 13 người ta cầm ngược lên. Là su hào quý vị, su hào 10.000 đồng ký, ớt bí cô tiên 10.000 đồng ký. Giờ đây hết hàng à. Hả? Sao? Cà phê. Cà phê 247 á. Cà phê 247.
mua 10 chai luôn đi, chút nữa tôi trả tiền cho. Mua 10 chai luôn đi, chút tôi trả tiền cho. Chứ có ở đây nhiều người quá, tôi quen nhiều. À, dưa leo giống mới, dưa A20 quý vị. Dưa leo giống mới. À, thấy lạ, sọc. 10 ngàn hả? 20. 20 hả? Ừ. Đó, nó lạ vậy đó nè. Nó sọc nha quý vị. Ừ, ngộ ghê á. Ngộ ghê. Ồ. Oh. Sáng giờ người ta thấy lạ, người ta mua quá trời, người ta ăn thử á. À, thấy lạ, người ta mua. Ừ. À, tức là làm như cái kiểu... Nó giống như trái mướp vậy, giống như trái mướp. Sáng giờ người ta tưởng trái mướp không à. Giống như trái mướp vậy, cái gì? Giống như cái mớp vậy á, nó có cạnh nha, nó ấy nha quý vị, nó không có dám mà nó không có trống bóng, nó không có liền, không có liền quý vị nè. Nè, có cái sóng, cũng có cái sóng, cái g dưa leo nha quý vị, 20.000 đồng ký, giống mới. Bây giờ qua A20 bán quá vậy. Đây là dưa leo Barbie. Dưa leo Barbie 14.000 đồng ký. Ăn thịt chó, ăn đồ nướng nè. Còn cái này là cà bắp 23.000 đồng ký quý vị. Lá mơ bịch dày nhiêu? 10.000 bịch. Hai trái bắp tím nhiêu à? 10.000 luôn. Hai trái bắp tím 10.000 luôn. Chỗ A20 bán nha quý vị. Đầu que 28.000. Cái này nhiêu ạ? À, 25.000 ký hả? Ừ, 25.000 bó chứ. À, 25.000 bó, mang tay 25.000 bó, một bó đó nửa ký không? Ủa, rồi, một bó này nửa ký không chị? Nó bó nó không tới nửa ký quý vị. 25.000. Còn bông su đũa? 10.000. Dê ăn su đũa. Mười ngàn. Có thêm trái ớt nữa. 18.000. Tôi kêu tôi ráng mua 10 chai vậy hồi cho trả tiền cho. Từ đây trời có mấy kia rồi nói 10 chai tôi mời mới hết. Rồi gẹp trời quá vậy. À, cái cải thảo với xuống tim 13.000, cải thảo nhiêu? 13.000 luôn. Cải thảo 13.000 quý vị. À hả, nói người ta vậy á, coi chỉ la làng, nói người ta vậy mua nhiều bán rẻ nữa. Thì chợ đầu mối không ngon, bà con linh động lắm nha quý vị. À, để giá là bán 1 ký, mình mua 10 ký là bảo đảm giá rẻ là chắc chắn là rẻ luôn. Ớt ba màu quý vị. Cái loại xanh này là 30 nè, cái loại vàng chắc mắc hơn nè. Đồng giá luôn hả? Vàng cũng 30, đỏ 30, cũng như đồng giá. Ba chục ngàn nha quý vị. Bông xanh bông trắng cũng 30.000 đồng một ký luôn. Cần tây Đà Lạt 20.000 đồng một ký. Bô rô nữa, không biết nhiêu nữa. À, ở bên đó, đó là 30.000, bên đây là có 20.000 quý vị. Thì nó ngay hàng, tùy theo loại hàng quý vị. Hàng bên đó thì chuẩn hơn bên đây một chút. Cái này bịch dây nào 10.000 nè. Bịch 10.000. Còn ớt ngọt đó là 15.000.
ký. Còn cái này kêu bằng cà sô cô la 20.000 đồng một hộp quý vị. Cái này cà này mình ngồi mình coi tivi mình ăn, giống kiểu mình ăn trái cây vậy quý vị. Nhưng mà mình lấy cái cà ra mình ăn, nó giàu vitamin C. Thì video này mình là cái mục đích của mình là kết nối với cái người tiêu dùng đến với bà con tiểu thương tại chợ luôn quý vị. Và cũng cập nhật cái giá rau củ quả mặt hàng của bà con nông dân của mình ở khắp nơi các vùng miền á được bán tại chợ Đồng Mối Mồn giá nào nha quý vị. Qua đây. Rồi qua tới đây 28 nha quý vị. Cà chỗ anh Phước bán nè 12.000. Đồng ký nha quý vị. Khoai tây bát tới 15 ký lần nha quý vị, 180.000. Là mình mới mua một bịch vậy nha quý vị. Một bịch vậy mới có cái giá đó. Còn mình mua lẻ lẻ ký thì cái giá nó khác. Nè nói nè quý vị. Mua lẻ lẻ anh Phước để rồi kia giá 13.000. 13.000 nha quý vị. Quay tay bắt. Đã có coi 12.000. Bí hồ lô quý vị. Bí hồ lô 12.000. Khoai lang Nhật chị đó đang lựa là 12.000 đồng ký quý vị. 12.000 đồng một ký. Lựa ở đây là được có cái là lựa thoải mái nha quý vị. Mình lựa từ cũ vô bụng mình luôn. Thì cà chua ở đây là 8.000 nè quý vị. 8.000 nha quý vị. Bên trong 12.000 thì đẹp hơn. Còn cà bét này thì 13.000 đồng ký nha quý vị. Đó, cái giá hôm nay bà con bán nha. Cà nâu 8.000 đồng một ký nha quý vị. Củ dền. Cha nãy giờ thấy bộ bạn bán đậu bộ ngon à. Mà đậu chất lượng quá mà. Nó mỏng vỏ, cái hạt nó lớn, nó già. A18 nha quý vị. Wow, ở đây có 5.000 luôn nè. Cà tím đây 5.000 luôn nè. Củ dền 10.000 đồng một ký. Rồi tới đây củ cải Đắk Nông 8.000 đồng một ký. Bà con Đắk Nông ưa hỏi cái món này lắm nè. Nhiều người trồng dữ lắm hay sao, cứ lên đè hình hỏi hoài luôn. Đây, này là Ngọc Trinh của bà con Đắk Nông rồi nha quý vị. Củ cải trắng 8.000 đồng một ký thì giá bán lẻ nha quý vị. Này giá bán lẻ 8.000 đồng ký thì nó xuống giá rồi quý vị. 8.000 đồng ký bà con Đắk Nông của mình trồng thì cũng đâu có được giá gì, tại vì bà con nhổ lên quý vị, nhổ củ cải này lên nè, rồi nó đất dữ lắm, nó dính đất dính rồi mới đem thì mới rửa nha quý vị.
đã nó dính đất rồi, rửa ra một chập nè, rồi công vận chuyển nè, đến đây là tiền dựa nè, tiền người bán nè. Vậy bà con thu hoạch ở trên đất nông mà bán không được mấy ngàn đồng ký đâu, nếu là 8 giá 8 ngàn, nhưng mà còn đỡ nha quý vị, hôm bữa 5 ngàn 4 ngàn 3 ngàn, đó là chết luôn. 8 ngàn thì nó không được giá nhưng còn đỡ hơn lúc trước. Ồ, cái món này sao mình lại 5 ngàn đó. Ồ, 5 ngàn nha quý vị. Cái này là củ cải Đà Lạt á, chính gốc Đà Lạt luôn á nè. Cái cọng nó tím nè quý vị. Thì mình mới vừa nói cái củ cải đất nông á, củ cải đất nông á, giá nó vậy rồi, con thằng này còn tệ hơn nữa, là giá 5 ngàn. Nhưng mà củ cải này rửa còn chua ăn hơn cái củ cải trắng nhiều. Củ cải đỏ rửa chua ăn lắm nha quý vị, rửa mắt hơn, rửa mắt hơn củ cải củ cải trắng này rửa như là 1 ký, nó mình nhớ không lầm là này, củ cải trắng này rửa 1 ký nhiêu ta? Củ cải trắng này rửa tính 1 ký nhiêu ta? Ừ, họ cái công rửa là 1.000 đồng ký. Rồi có cái thằng ông nội này công 1.500 á mà. Cái đó là nó xuống sẵn thì đâu có rửa đâu. Không phải, nếu mà nó rửa đây là mắc tiền hơn. Nó rửa tay là mắc rồi. Mắc hơn, nó rửa tay mà. Này nó ví dụ mà bên đây nè, anh Phước nói là 1.000 đồng ký của cây trắng nè. Thì câu cây đỏ này khoảng 1.500. Mà bán có 5.000, nổi tiền rửa không hết 1.500 rồi, trời. Chết luôn quý vị. 5.000. 5.000 là giá bán lẻ nha quý vị. Giá bán lẻ tại chợ. Còn củ cải bắt hả anh Phước? À, cà rốt Nhật Đà Lạt, trồng tại Đà Lạt 10.000 đồng/ký. Vậy là cà rốt này rẻ quá quý vị à. Ừ. À, kiểu còn nhiều đó mới bán, tưởng đâu anh nói là tại vì còn nhiều đó anh mới bán 5.000, cái đúng ra giá nó 10.000. Tưởng hết hồng hết vía, tưởng cái hàng này mà bán 5.000 thôi xong luôn, xong phim luôn. Rồi tới bên đây quý vị. nếu mà bán cái lo ở đây, mỗi người bán một cái lo là thôi điếc luôn, đít luôn. Không biết ai là ai luôn á. Cháy máy không? Cho ông lên rồi đấy, ông nói cái vụ mà ông mà đề xuất cái vụ mà mỗi người một cái lo là ở đây là tôi ghi hình lại hết rồi đó, là cái đó. Ừ. Hỏi sao mà để lo, nói ông khách hàng ông góp ý vậy đó. À, vừa ai 14 có bán dừa nấu canh nha quý vị, 15.000 đồng/ký nè cái món này. Chào, né qua cho. Hôm là nhiều người hâm chị lắm rồi đó nha, không trên số điện thoại hoài luôn, cứ hâm chị xương hoài luôn. Dưa canh nè quý vị, 15.000 đồng/ký. À, tới An Giang luôn hả? Trời ơi, cái video tôi thì có quay có vòng vòng đây, cứ A14, A16, A18, A10 thì chỉ có quay. Đây nè, anh này là anh có cái giọng rao giống như là ha, cái tiếng hát mà nó trong như mà của Thanh Sang vậy mấy em có gì. Ảnh là rao là thôi hết sảy luôn.
xuống bữa ba à. Xuống 15.000 á. Thôi chúc mừng bà con trồng su nói ngay. Ờ su 3.000. Đây lên 15.000 ký nè. Đó. À, chanh Đà Lạt. Chanh Đà Lạt là chanh có hạt á nha quý vị, 20.000 đồng ký. À, củ mì. Củ mì này trồng hoa không phải củ chi nha quý vị, 10.000 đồng ký. Không biết. Đây. À, rồi bỏ nó đây chị, cảm ơn. Trời ơi. Mua chai nước rủ mình uống quý vị, cảm ơn nhiều. Mình đang đi cập nhật giá cho bà con khán giả xem. Ở đây được có cái món mồng cào. Ồ, mồng cào này đẹp quá quý vị. Bỏ ra. Em bị này lấy con dao gọt chút xíu này ra để nó thâm. Có dao đâu gọt. 12.000. Quay mở 12.000. Cái khoai cao này 23.000, khoai cao 23.000 là rẻ nè. Khoai cao này 28-30 luôn á. Này thường mấy chị mấy cô mua về làm món chả giò. À bên A12. Bên A12 nay hết cải làm dưa luôn rồi, bán còn có một nhỏ xíu thôi. Cải làm dưa nay nhiêu ký ạ? À 8-9.000, trời ơi thấy không? Lên giá nha quý vị. Cải làm dưa 8-9.000 đồng ký tùy theo mua ít mua nhiều quý vị. Su Nguyên Bịch 8.000, A12 quý vị. Sao ạ? À, làm gì thấy chọt chọt hoài vậy trời? À che lên nha ha. À. Che lên quý vị. Gần nha quý vị. Gần nó sạch bách luôn á. 45.000 ký nha quý vị, gần này nè. Dạ, trời nó. Trong bóng luôn. 45.000. Này là khoai tây hồng nha quý vị. Khoai tây hồng 20.000 đồng cái. Khổ khổ qua 20 hả anh Râm? Khổ qua hôm nay 30 luôn hả? À, giờ sổ 20, vậy là khổ qua giá đêm hôm nay bán 30, sáng ra còn 20. Vô gì giờ này á khổ qua tại vì nó hết thôi. Nó hết là ha, không phải nó lên giá đâu quý vị, tại vì cái hàng hiếm rồi nó lên giá, thiện lên giá thì cũng đâu có mừng quý vị. Thì khổ qua nha quý vị. Dạ khổ qua bên đây. Thì theo thông tin ở giữa đưa thì đêm hôm này bán 30.000 đồng một ký nha quý vị, bán lẻ đó. Hiện tại giờ là giá đang sổ là 20.000 đồng một ký. Giá khổ qua nha quý vị. Dưa leo là 15.000. Hiện tại bây giờ giá 15.000 đồng ký thì đêm hôm nay còn 20 á. Đêm hôm bán 20 hả? Anh Râm đêm hôm bây giờ dưa leo. Đúng rồi, dưa leo đêm hôm bán 20 quý vị. Bây giờ là 15.000 đồng ký. Thì bây giờ là 11 giờ. Anh đây người đẹp đang lựa đồ nè. Đây người đẹp đang lựa đồ. Hả? À, đây người đẹp đang lựa đồ. Chào. Cảm ơn. Rồi tôi chụp tấm hình này tôi để lên hình nền luôn, thế nào con chị cũng ghê cũng thấy à. À làm người nổi tiếng luôn. Đúng rồi, đưa chị lên làm người nổi tiếng. Chị đang lựa củ dền đỏ 14.000 đồng một ký. Đó, ba thấy người đẹp quá, tôi liếu lưỡi, tôi không nhớ củ đó là củ gì luôn á chà. Anh có cần trợ lý theo không? À, đâu có cần chị, tại vì lý do là không có tiền trả tiền lương. Em chỉ cần bao anh uống nước thôi, em cần nước. Vậy hả, uống nước hồi tôi mời qua bên kia uống nước à. Thiệt luôn. Chị bấm YouTube mà chợ đầu mối Hóc Môn là chị vô đó là gặp ảnh liền, gặp liền. Có coi YouTube không? Lên chợ đầu mối, kênh chợ đầu mối không mình sẽ thấy chị đi mua hàng.
bạn hàng quý vị. Thì sơ lựa qua hành Vĩnh Châu là 35.000 đồng ký quý vị, tỏi trắng 45.000 đồng một ký, củ hành Bắc 25.000 đồng một ký. Hello anh bạn, thấy không? Bữa nào ghé mình uống cà phê, sáng không ghé tụi tôi uống cà phê dịch chơi. Sáng mai ghé uống cà phê chơi anh. À, sáng mai uống cà phê. Dạ. Bầu, bầu non được bán với giá 16.000 đồng một ký. Bầu giống như 16.000 đồng một ký. Bí này không biết rum ông chạy mất tiêu thì chung quy ra nó để chung về chắc giá 16, không biết 16 hay 10 thì mình phải hỏi lại, mình phải thông tin cái giá nha quý vị chứ. Anh rum cái bí đó nhiều ký anh rum. Thấy chưa? 20.000 đồng ký rồi. Đó, mình phải hỏi đàng hoàng nha quý vị chứ không có phải mà muốn nói là nói đâu. Đúng là bầu này thì 16.000 đồng ký nè. Bí là bí rau xanh là 20.000 đồng ký nha bà con. Không phải mình muốn nói giá nào mình nói nó tầm bậy tầm ba là nó. Sao bà con biết đường đâu cập nhật. Cái đủ mỏ dịch này 10.000 đồng nha quý vị ký. Còn cà nâu mà đẹp lung linh này là cũng 10.000 luôn. Thì mình cập nhật cái khu vực ở đây là từ giữa A20, A18, A16, A14 quý vị. Rồi em bán cải bên đó là A20. Bà con có muốn mua những món hàng mà ở trên cái video này mình cập nhật chia sẻ giá đó thì cứ đến cái khu vực giữa mà mình vừa nói tên đó gì là sẽ gặp những nhân vật này. Những nhân vật bán ở đây và những món hàng mà mình chia sẻ giá trong video này là có ở tại vừa hết nha quý vị. Ồ đẹp lung linh luôn. Ông Rum là ông làm hàng mà 30.000 mới đổ ra cái rẹt luôn. Đậu que quý vị. Rồi khổ qua. Khổ qua được bán giá là 30.000 đi mà hôm này quý vị. Còn sáng ra thì bây giờ bán thì còn 20. Anh ơi. Vô lấy em. Ok. Tạm ổn rồi nha bà con, hết rồi đi coi còn cái loại nào hàng mình chưa cập nhật cho bà con không. Thì cải Đắk Nông của bà con Đắk Nông xuống không quý vị. Xuống. Ở đây không có cải ấp xú Đắk Nông. Rồi, cảm ơn. Trưa nắng lắm nha quý vị. Nắng dữ lắm là nắng luôn. À ớt sẵn đây. Ớt Ba Tri quý vị, ớt Ba Tri 35.000 ký nha quý vị. Ớt Ba Tri 35.000 ký. Bắp sú Đắk Nông 15.000 đồng ký. Bắp sú Đà Lạt 11.000 đồng ký. Wow. Hành Đắk 20.000 đồng một bó nha quý vị. Hành Đắk á. Hành lột 35.000 đồng ký, 30.000 đồng ký. Hành lột quý vị. Đây nào quý vị. Đây. Đây là khu vực mình thường cập nhật giá cho bà con xem ở cái video này quý vị. Đây, người đẹp đó bán giữa A20. Anh Phước
thì A18, bên kia anh Râm thì 16, 14. Em bán cải làm dưa A12. Thì đối diện qua đây là dãy C, thì mình vừa cập nhật cái giá hành lột đó, 35.000, 30.000 đồng hành lột. Bên đây là dãy G1, G lẻ quý vị. Thì bên đây họ bán ớt, mình cập nhật giá ớt. Ớt Ba Tri 35.000, 40.000 đồng ký quý vị. Anh rào thì cái giá của mình cập nhật cũng mang tính tham khảo nha quý vị, tại vì đồ bữa nay nó lên rồi chưa chắc ngày mai nó nằm giá này nha quý vị, ngày mai nó xuống hoặc là nó lên nữa cũng không biết chừng. Cái ngọt 10.000 đồng một bó. Một bó của nó thì không được 1 ký quý vị, yếu yếu 1 ký. Còn anh đó, anh đang cầm cái mồng tơi đó, 5.000 đồng một bó mồng tơi cải bè xanh. Cải bè xanh nó đang bán nhiêu bó, quá đẹp à? 20 giờ đến 15. 15 một bó. Bó hơn 1 ký phải không? Ủa, một bó dữ dần lắm mà sáng ta bán 20 giờ này bán cả cầu cả 2 ký mà nặng mà. 2 ký tới không ha, được 2 ký không? 2 ký không? Ký mấy à? Ký mấy mà 15.000, 20.000 cũng rẻ. Đó anh điện vào anh bán. Anh này là người nông dân sản xuất đúng luôn, người nông dân sản xuất đem lại tới chợ bán cái gì. Còn cái này bó rau dền này nhiêu ạ? Mấy ký? 3 ký. À, rau dền này á là 10.000 đồng ký, một bó như vậy là 30.000. Ồ, còn cái này là cái xà lách gì ra? Xà lách lụa hả? Xà lách lụa này nhiêu ký anh? Bó nhiêu? 20. Một bó 20.000 xà lách. Cái sạch lách lụa đó quý vị, 20.000 đồng một bó, bó 2 kg, 10.000 đồng một ký, quá rẻ. Bó này 2 kg rồi ha. Đó anh chắc xuống quý vị. Cái này mà vô cổng 3 ha, mấy anh này đã bán cổng 3 nè. Còn đó là cải ngọt, cải ngọt hay như bó. Cái ngọt quá đó anh để nữa đó, 10.000 đồng bó cây ngọt, quá rẻ bà con ơi. Rồi video của mình xin kết thúc quý vị. Quá rẻ. Nếu quý khách hàng, quý vị khán giả thấy video này có ích và ý nghĩa thì xin hãy nhấn đăng ký kênh để kênh được phát triển và nhớ bấm vào cái chuông để nhận được thông báo khi kênh có video mới nhất. Xin cảm ơn quý khách hàng, quý khán giả đã xem video này. Chào tạm biệt quý khách hàng, quý khán giả. Hẹn gặp lại quý khách hàng, quý khán giả ở video tiếp theo. Bye bye. Củ sáng này mua bao nhiêu tiền một bịch vậy chị? 65 hả? 6.500, sẵn già, sẵn làm mà. Sẵn làm mà. Sắn làm nhân nữa quý vị, làm nhân bánh á, sắn già nha quý vị. Bởi vì khán giả của mình hỏi củ sắn, đây là củ sắn nè, đây là chị nè, chị mua nè, chị băng hàng chị mua ấy quý vị. Gói bánh cuốn, chị nói gói bánh 6.500 một ký là giá của chị mua. Sắn già đẹp nha quý vị, hàng đẹp phải nói luôn.